Mình đang có mặt tại thành phố Yên Bái và ngày hôm nay sẽ đưa các bạn về khu đất đấu giá xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đây thì chưa phải là trung tâm của thành phố, đây chỉ là một cái góc nhỏ của thành phố thôi. Và đường ở đây thì cũng khá là rộng. Đây, các bạn có thể thấy đường ở đây rất là rộng và đẹp. Ở giữa thì có một cái hành lang cây xanh. Từ trung tâm thành phố đi về chỗ khu đất đấu giá bên mình thì chỉ có tầm 7 cây số thôi. Và đây, đây là một cái vòng xuyến này. Vòng xuyến này thì sẽ có 3 hướng di chuyển. Một hướng là sẽ đi lên đường cao tốc và hướng đối diện chúng ta thì sẽ về khu quảng trường, rẽ trái là sẽ đến Vincom và đây là hướng rẽ phải. Rẽ phải thì chúng ta sẽ về với cả trung tâm của thị trấn Yên Bình. Đường ở đây thì rất là rộng và đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn cứ như kiểu đường Nguyễn Chí Thanh trên Hà Nội ấy. Và ở đây có một cái biển báo này là thị trấn Yên Bình 5 km. Đấy, thị trấn Yên Bình 5 km thì chúng ta sẽ đi thẳng đường này 5 km sẽ đến trung tâm của thị trấn Yên Bình. Và từ trung tâm thị trấn Yên Bình thì đi khoảng 3,3 km thì sẽ đến vị trí dự án. Di chuyển khoảng 4 km thì mình đã đến với địa phận của huyện Yên Bình. Thì đây mới là đầu huyện thôi. Còn ở trung tâm thị trấn thì chúng ta sẽ đi khoảng 1 cây nữa. Đây là thành phố này. Đấy, còn đây sẽ là huyện Yên Bình. Cách nhau có gần như là cách nhau đúng một cái bức tường này thôi. Ở huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái thì nằm sát vách với cả nhau. Từ trung tâm thị trấn về đến khu vực dự án bên mình thì khoảng 8 cây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển về trung tâm thị trấn Yên Bình. Mình đã có mặt tại trung tâm của huyện Yên Bình và đây là thị trấn Yên Bình. Ngay sau lưng mình đây đó chính là Hồ Thác Bà. Đây là một góc nhỏ của Hồ Thác Bà, biểu tượng của cả tỉnh Yên Bái. Và trung tâm thị trấn thành ra là ở đây, đó chính là Ủy ban Nhân dân. Đây là trung tâm văn hóa của huyện Yên Bình. Còn đây là khu vực công an. Ở đây là bưu điện, VNPT, ngân hàng và kia là văn phòng đăng ký đất đai cũng như là phòng cảnh sát giao thông. Từ đây di chuyển về vị trí dự án bên mình thì khoảng đâu đó là 4 km thôi. Đấy, các bạn nhìn đường xá đây rất là rộng rãi. Ở đây sẽ làm tuyến phố đi bộ rất là sầm uất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển từ trung tâm thị trấn Yên Bình về với cả khu đất đấu giá Thịnh Hưng. Mình đang có mặt tại một cái ngã tư. Khi mà chúng ta rẽ tay trái khoảng 2 km thì sẽ đến với khu vực Cảng Hưng Lý. Cảng Hưng Lý là một cái nơi thuộc Hồ Thác Bà. Ở đây thì chúng ta mà có nhu cầu đi tham quan và trải nghiệm cũng như là đi du lịch Hồ Thác Bà thì sẽ đến với khu vực Cảng Hưng Lý. Và khi mà đi du lịch tại Cảng Hưng Lý thì chúng ta sẽ phải cần cái quãng thời gian khoảng 2 đến 3 tiếng để đi trải nghiệm toàn bộ các cái khu đảo cũng như là khu nghỉ dưỡng, khu đập thủy điện. Và đi thẳng theo con đường này thì chúng ta sẽ về với Hà Nội 168 km. Và rẽ trái thì sẽ ra với khu vực xã Văn Phú 11 km. Và đi về hướng này thì sẽ về với trung tâm của thị trấn Yên Bình. Mình đang có mặt tại đường quốc lộ 70 và đây chính là đường quốc lộ 2D. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển về đường quốc lộ 2D này. Và từ cái ngã tư này đi về dự án thì chúng ta sẽ mất là 4,1 km. Và nếu mà đi theo hướng này thì sẽ gần hơn một chút là 3,3 km. Và bây giờ chúng ta đi thôi. Đây là mặt đường quốc lộ 2D này. Đường này thì hiện tại cũng khá là rộng. Và mình sẽ cho các bạn xem cái quy hoạch của cái khu vực này. Đây là phần mềm tên là Gulen. Không quảng cáo cho phần mềm này đâu nhá. Nhưng mà phần mềm này thì mình thấy tra cứu cũng khá là tiện. Hiện tại là mình đang đứng như thế này. Khi mà mình kéo quy hoạch thì sẽ xuất hiện một con đường nối trực tiếp từ đây, nối thẳng ra ngoài khu vực Hồ Thác Bà và kết nối trực tiếp với cả đường quốc lộ 70 ở ngoài kia. Cái đường 70 đấy thì sẽ song song với cả con đường 2D này. Và ở đây thì theo quy hoạch sẽ có một con đường mở rộng từ đường quốc lộ 70 kéo dài trực tiếp vào trong khu dự án. Và theo quy hoạch thì ở đây đang có một cái khu nghỉ dưỡng khoảng 200 ha của tập đoàn Vingroup. Và phía xa kia thì các bạn có thể thấy đó chính là những cái nhà máy thuộc cái cụm công nghiệp Thịnh Hưng với tổng quy mô là 53 ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển từ vị trí này đến với cả cổng khu công nghiệp. Đây chính là cổng của cụm công nghiệp Thịnh Hưng rộng 53 ha. Và đây là một trong những cái cổng chính đi vào cái cụm công nghiệp. Từ vị trí của cổng này đi ra đến cái khu đất bên mình chỉ có 210 mét thôi. Và đây thì các ngành nghề thì đa phần là dệt may và công nghiệp nhẹ, chế biến lâm sản. Và đây thì có một cái nhà xưởng đang dựng lên thì cũng xong được đâu đó là khoảng độ tầm 50%. Khu công nghiệp này chưa lấp đầy đâu các bạn ạ. Chưa lấp đầy đâu, cho nên là công nhân chưa nhiều. Hiện tại thì ở đây đang có khoảng độ đâu đó là 5.000 công nhân thôi, chưa đầy. Thành ra là đầu tư mới có cơ hội. Chứ nếu mà cái cụm công nghiệp này mà các bạn thấy nhà máy, nhà xưởng, tất cả mọi thứ lấp đầy kín hết rồi ấy, thì thứ nhất chúng ta sẽ không thể mua được cái đơn giá là 7, 8 đến 9 triệu đồng một mét vuông đâu. Và cái thứ hai, khi mà khu công nghiệp lấp đầy rồi thì cái cơ sở, cái biên độ tăng giá của cái bất động sản của chúng ta sẽ không còn quá nhiều nữa. Và đến lúc đó thì chỉ có khai thác được dòng tiền thôi, về tăng trưởng lại vốn thì không còn quá nhiều. Và đây là khu vực nhà máy đá Bảo Lai với quy mô là 31,8 ha, tổng vốn đầu tư là 1.370 tỷ.
Và ở đây thì làm rất nhiều các loại đá liên quan đến đá granite, đá làm cầu thang, làm tủ bếp ấy. Thành ra là cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến môi trường. Và từ vị trí của cái khu nhà máy đá Bảo Lai này đi ra đến cái khu đất của chúng ta chỉ có khoảng độ tầm 700-800 mét thôi. Toàn bộ lượng công nhân ở đây nếu mà muốn đi về trung tâm thành phố hay là trung tâm thị trấn Yên Bình thì đều phải đi qua con đường này và đi qua khu vực dự án của chúng ta. Và đây chính là cổng chính của cái khu nhà máy đá Bảo Lai. Và đá này thì có xuất khẩu sang cả nước ngoài đó các bạn ạ. Và mình đã có mặt tại khu dự án đất đấu giá Thịnh Hưng thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Và từ vị trí mình đang đứng ở đây là dự án. Và di chuyển theo con đường quốc lộ 2D ở đây là 210m sẽ đến với cổng khu công nghiệp. Và hạ tầng ở đây thì gần như cũng đã xong. Bây giờ thì mình sẽ đi vào sâu trong để giới thiệu cho các bạn giá bán cũng như là tiến độ dự án. Những cái lô đất mà mặt đường quốc lộ này thì có cái vỉa hè lên đến 10m. Và phía xa kia đó chính là Hồ Thác Bà, kia là những cái đảo thuộc Hồ Thác Bà. Và ở Hồ Thác Bà này thì có 1.300 đảo và tổng diện tích của Hồ Thác Bà này là 53.000 hecta và diện tích mặt nước là 23.400 hecta. Các bạn hình dung là như thế này, quê mình thì ở Bắc Ninh, tổng diện tích của Bắc Ninh là 80.000 hecta, nhưng mà cái Hồ Thác Bà này rộng lên đến 53.000 hecta. Nếu mà Hồ Thác Bà này mà bê về tỉnh Bắc Ninh của mình thì toàn bộ Bắc Ninh nhà mình là trong nước hết. Và đối diện những cái lô đất này là đường quốc lộ 2D và đối diện đây đó chính là cụm công nghiệp Thịnh Hưng. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là một trong những cái nhà máy thuộc cái cụm công nghiệp đang trong quá trình là hoàn thiện. Và tổng cái quy mô này là 53 hect các bạn nhé. Và ở đằng sau lô đất thì chúng ta sẽ có một cái khoảng lưu không là 2m. Cái khoảng lưu không này là 2m chạy dài tất cả các lô. Thành ra lô đất nhà nào cũng sẽ có một mặt đường và mặt đằng sau rất là thoáng. Ở đây thì sẽ dành cho thoát hiểm thoát nạn. Và hạ tầng ở đây thì gần như cũng xong khoảng độ tầm 95% rồi. Nắp cống đã đậy xong và chỉ cần làm nốt khu vực vỉa hè này là xong. Vỉa hè ở đây sẽ là 3m này, lòng đường này là 6m và vỉa hè này cũng là 3m. Đây là khu vực cống ngầm này, toàn bộ nước thải ở đây thì sẽ sử dụng bằng cống ngầm hết. Và ở đây thì là cáp điện, thành ra là toàn bộ hệ thống điện đây cũng là điện ngầm. Trong vòng 10 năm trở lại đây thì đây là một trong những năm mà có mực nước thấp như thế này. Hiện tại thì ở nhà chúng ta trường hợp cắt điện luân phiên đang diễn ra. Và đó chính là lý do Hồ Thác Bà bị cạn nước như thế này. Nếu mùa nước lên thì sẽ lên đâu đó khoảng độ tầm 3 mét nữa, khá là cao lên cái đoạn mà đầu đoạn cỏ kia. Điện chúng ta còn đang bị cắt luân phiên, thành ra là nếu mà Hồ Thác Bà bị ít nước như thế này thì các bạn cũng hình dung ra lý do rồi đấy. Ở đây thì bên mình đã làm kè hồ hết rồi. Kè hồ rất là kiên cố và ở bên dưới này thì vẫn có một cái khoảng đất khá là rộng để tránh sạt lở. Đây là những lô đất mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn. Những cái lô này là những cái lô đẹp nhất của dự án. Khi một mặt view ra ngoài hồ và một mặt còn lại phía sau kia, đó chính là đường quốc lộ. Mặt này sẽ là vỉa hè và lòng đường là 12m và mặt kia thì sẽ là 18-20m. Và những lô đất ở đây thì sẽ có diện tích là 175, 190, 200 cho đến hơn 200m2. Và một mặt thì view ra hồ. Một mặt thì ở đường quốc lộ, thành ra là chúng ta có thể tối ưu được cái công năng sử dụng. Và thời điểm hiện tại thì giá bất động sản gần như là đã chạm đáy. Đấy, còn nó đáy ở đâu thì thật sự luôn không một chuyên gia nào có thể nói được. Trong thời điểm hiện tại thì mình thấy là các nhà đầu tư cũng đang đi mua khá là nhiều. Bởi vì là trong thời gian vừa qua, dự án bên mình thì cũng bán được khoảng độ tầm 30 lô đất. Trung bình là một ngày sẽ bán một lô. So với thời điểm thị trường tốt thì mình không muốn nói làm gì, nhưng mà trong cái thời điểm thị trường khó khăn như thế này thì đó là một con số mà mình thấy là cũng khá là vui. Với những cái sản phẩm mà hiện hữu như thế này, thứ nhất là sổ đỏ từng lô, tiếp theo là một mặt tiếp giáp với cụm công nghiệp rộng 53 hect đang hoạt động, cạnh đó là đường quốc lộ và một mặt là Hồ Thác Bà. Hồ Thác Bà thì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thành lập khu du lịch quốc gia ở đây. Và nếu các bạn đang có nhu cầu đầu tư với số vốn từ 700 triệu cho đến 1 tỷ, tỷ rưỡi hoặc 2 tỷ thì các bạn có thể cân nhắc sản phẩm đất đấu giá tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.